2.296 ca COVID-19 trong ngày 13 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.797 bệnh nhân. Tối 13 tháng 7, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 mới và Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An có nhiều bệnh nhân vừa được ghi nhận. Theo bản tin 18 giờ của Bộ Y tế, 849 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh là 546, Bình Dương 186, Long An 49, Đồng Tháp 19, Phú Yên 15, Hưng Yên 8, Hà Nội 6, Cần Thơ 5, An Giang 4, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Kiên Giang 3, Bắc Giang là 1. Trong đó thì 795 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã được phong tỏa. Như vậy, trong ngày 13 tháng 7, Bộ Y tế công bố 2.296 bệnh nhân ghi nhận trong nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1.797, Bình Dương 186, Long An 130, Đồng Tháp 31, Bà Rịa Vũng Tàu 27, Phú Yên 26, Vĩnh Long 23, Đồng Nai 12, Bến Tre 11, Hà Nội 8, Hưng Yên 8, Tây Ninh 5, Cần Thơ 5, An Giang 4, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Kiên Giang 3, Quảng Ngãi 2, Bình Thuận 2, Bắc Ninh 2, Bắc Giang 2, Nam Định, Nghệ An, Lào Cai, Bình Phước và Thanh Hóa mỗi nơi 1 ca. Trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã được phong tỏa. Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2 triệu liều vaccine COVID-19 Spikevax. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 55.000 liều vaccine Pfizer, nhiều nhất cả nước. Về tình hình điều trị, chiều ngày 13 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ sẽ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể và chi tiết về việc thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế được ban hành vào hôm nay, 13 tháng 7. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.